Chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì hai anh em mình lại tiếp tục trở lại clip cắm câu cá. Thì đầu tiên thì cho anh em mình gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người luôn ha. Rất mong là nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần anh em mình nha. Rồi, bây giờ thì hôm nay thì hai anh em mình cắm cũng hai mấy cây. Không biết thành quả tối nay sẽ như thế nào đây. Rồi, mọi người cùng theo chân anh em mình để xem coi kết quả tối hôm nay sẽ như thế nào ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Ngày hôm nay sao chín đúc hả? Cà phê. Cà phê mọi người. Một em cà phê đầu tiên. Ok, ăn ngủi. Xong này thấy cũng ok đó. Có là được hả? Được, vậy là ok. Cái phi này cũng trọng đó mọi người. Cá này cũng cỡ 4 tay cũng được, đủ cử ăn. Nói chung là hỏng mớm là chấm mớm là được hả Úc? Chấm mớm là ok rồi. Nãy giờ mất rồi không. Mấy cái cài đầu không, cái thể là giờ này mình đi thăm sớm á. Nên là chưa có dính. Như vậy là được rồi. Quá ngon. Cá phi đầu tiên nha mọi người. Áp dùng lúc luôn nè. Rồi, uống luôn. Đây em nó vào thùng. Rồi. Thôi, anh em mình tiếp tục đi tiếp. Mini nữa. Chín cá mini mọi người, có phi mini. Phi mini. Ủa. Thôi thả đi. Đi em vào ăn chấm lớn. Rồi, tiếp tục. Dính một em nữa mọi người. Rô. Quấn dữ vậy. Rô rung. Không, cá rô đen thui luôn á hả Úc? Rô đồng hơi ốm nha. Rô đồng này hơi ốm, này chắc cá rô địch. Thiếu ăn. Wow, thùng. Vậy là được 3 em rồi, nhưng mà mình chỉ lấy được 2 em mà mọi người. Còn một em nữa thì nhỏ quá mình thả rồi. Rồi trời Út một mồi xong rồi anh em mình đi tiếp. Dính rồi vậy Út. Đâu? Anh ai thấy giật con dây á. Ui cái gì vậy? Có tiếng nỉ à? Không. Dính cái dây mọi người ơi. Rồi để Út nó vô tới này hơi chật nên để Út nó vô đó nó xử lý luôn cái đó luôn. Giờ mới chưa có gì chắc để em nó luôn quá tại cái dây này nó ngon lắm mọi người. Nó chắc thịt nó ngọt hơn con cá lóc nhiều không? Thêm cái vậy thôi kệ ăn ủi đi để lát nữa có gì nếu mà nhiều thì mình thả nó đi nha mọi người. Con này thì cái vậy thì nó không có bự. Cái này cũng vừa. Đấy cũng được đi thôi cứ gái đi lát nữa mình tính sau. Rồi ok. Biết chặt mình như thế nào Úc. Mọi người ơi, nãy giờ cũng được mấy con thì cũng ổn lắm. Dạ chính hả? Cái phi hồi cá phi kìa. Cá phi chuẩn rồi mọi người. Cá phi đã không? Đã chưa? Trời ơi. Nãy giờ giải mệt hay gì nữa, nhăn tùm lum ở đây luôn mà. Vô. Đấy, quá đẹp. Cá phi chuẩn. Đã chưa mọi người? Cắn xong rồi mới đã vậy đó. Nhiều khi mình không biết được cái ẩn số nó là cái gì. Đấy. Thử ra cho mọi người xem. Dây này nó không mệt. Cá mình khủng luôn á. Phải mình được dày không cũng được đó. Ôi ôi, đẹp tuyệt vời. Dày thôi. Mày phải xè à? Chưa xè à? Cũng được, nhưng chưa xè à. Ông như vậy quý rồi. Cái thành quả của mình nó cũng ok hả Úc à? Nãy giờ được hai em cá phi hả? Cũng được. Rồi, giờ là quý quá rồi. Thôi mọi người cùng chờ xem kết quả tiếp theo của anh em mình ha. Dướng cây nãy giờ anh hai dướng mấy lần rồi. Cái này sao đây? Rồi, dính. Dính vậy? Dính vậy? Dính cá lóc. Sao không? Cá lóc, cây nóng lạnh luôn. Nè. Ờ, cá cẩn mọi người ơi.
chút xíu ôi thả rồi phóng xanh luôn đi ông ơi, để con cá lớn rồi bắt sao tôi sợ thì bố tay luôn á. Cá thấy nóng lạnh không trời ơi. Con cá dày vậy, luôn. Nó bự con này ấy đi được hết đi không bắt được con này rồi. Đi đi bao ăn trống lớn bé ơi. Em làm sao thằng quả sao đi út ơi cái dày hả chẳng tay luôn này. Rồi lại một em cá dày đúng không ạ, cá sao lại cái dày mini cũng gì nè. Được. Thôi con này cũng chậm rồi, cũng lột sai bắt được rồi đó Út. Một em cá gầy nữa. Út cạn luôn. Giờ này mà cũng khuya rồi, với bữa nay cắm cũng không nhiều, không có rồi mọi người. Hai này mình đang út cạn thì về luôn. Giờ cũng 10 giờ mấy luôn rồi mọi người. Hai anh em mình sau cái đêm cắm câu này thì cũng không có được thành quả như mong đợi. Giờ lúc nó đang gỡ con cá dày nãy mọi người. Nãy giờ để mình quay thành quả cho mọi người xem. Đêm nay thì không ok. Anh em mình thâu cần về sớm. Nãy mình cũng chắc nước ra đi quay thành quả mọi người xem luôn coi. Thành quả hai vậy anh em mình cắm không có nhiều. Hai em cá dày, cá rô. Nhà hai em có phim luôn được, nhưng không có gì dữ thất thu rồi. Thôi cũng kiếm được bữa ăn rồi nha. Sáng mai anh em cũng ở chợ, ở được kỹ chợ. Trên đường đi về thì trên cái lưới thanh long rồi mọi người, có con cá lóc nó đang bò lên, nó đang lên cạn nè. Út nó đang vớt nguyên hai nè, thằng bò qua này thấy không, nó đang trường hết, dở quá út, dính rồi mọi người, quá đã, ok, vậy là quá ok rồi, rồi em phối thùng quá đi, ở chỗ mình đó mọi người, gần sông á, cái cá nó lên nó ngủ mấy cái cạn á, mấy cái đường rãnh cạn á, cá phi quá trời luôn nè, chắc nó đang dứt, từ từ chẳng giật xuống liền út, một bay luôn á. Anh hai anh em thấy không kịp với nó luôn, không kịp nó bò lên mấy cái mương kia kìa, tại vì cái này nó thông với sông đó mọi người, chứ nó lên tối nó lên cạn nó ngủ á, chứ cá này thì nó có nuôi tại vì nó liền với sông luôn, người ta bơm nước ra vô á, thấy được rồi, cá tối nó lên nó ngủ. Hai anh em thấy chỗ này cũng ok nè, nên là đi chặn bắt nó luôn. Đèn phát hiện con còn có phi. Đây, đèn. Chín rồi. Quá. Một lúc luôn. Rồi mọi người. Điều này mình cắm cá không có nhưng mà đi bắt kiểu này có. Xin thôi. Đấy nên bỏ những phần. Ok ok. Nó này một con nữa. Rồi chạy ra chân nút rồi nè, dưới đây nè. Làm sao nè. Nhẹ nó lại đây nè. Vậy đó. Nó còn quần này chỗ cái chỗ đục đó. Đáng lên rồi mọi người thấy không? Út nó hết rồi. Chết. Cái này cũng quay trở lại rồi. Nó còn nó đâu nữa. Tự nhiên nó. Vậy là nó còn dưới đây nè. Ôi tôi không ngờ tự nhiên chỗ này nước cạn bơm lên. Ngay sau. Đây đây. Dính nào? Dính này, dính này. Dính này mà hay. Đã luôn. Một lúc luôn hết. Tiếp Tiếp tục. Hai chị chết. Dính này, dính này. Cái này đi bắt cá như đi cắm gì ta. Cá như cái nuôi. Tại cái rạch đó nó ấy đó. Cái ở đây mới vừa bơm nước, cái theo nước nó lên trên này im á. Lên trên này ngủ trên này nè. Có lý quá ha. Mình phát hiện con ăn có phi nữa mọi người. Nó nằm nè. Đó, tối nó lên trên này nè. Đấy, thấy hút. Quá tuyệt vời. Rồi, thì em đó mọi người.
mà làm như thế này nữa nè. Bắt cái ống làm sao đây ta? À, chẳng nghe nè. Ở đây cạn queo à. Một con cá lóc nha mọi người. Dọn ra đây rồi. Nó còn nằm đó. Trời ơi. Nó còn nằm đó đây nữa. Rồi. Bay lên mọi người. Con cá lóc nha mọi người. Đấy. Đã không? Cực kỳ. Không ngon. Đó. Hỏi hợp lý ốc. Thứ hai còn giữa đèn mà nó ai đèn. Ok. Đấy. Đó, hai con. Biết ốc ốc trúng rồi mà. Thôi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quýnh hai con, hay quá. Thịt tàu nữa vậy. Đấy, à. Gì cá nuôi vậy? Chi xong nữa. Nhưng mà cái này là mình tính chính là không phải cá nuôi nha mọi người. Tại vì nè, cái con kinh này, cái đường này là chạy dài xuống mé mé rạch ngay chỗ nãy mình lấy á. Là cá phi tối á, nó lên đây nè. Tại vì vì ở trên này êm á, mới bơm nước vô nữa. Thì nước hồi chiều thấy đang lớn á, nó xả vô luôn. Mình người ta giữ lại cho nó ấy nè, là cá nó êm nó lên trên này. Rồi, hai nữa mình đi tiếp tục. Ngay chỗ đèn mình là một em nữa. Úp cái đèn chị mình chín luôn. Nhỏ. Hơi nhỏ. Thả luôn đi. Thả đi Úc. Đi tiếp mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ăn cái gì đó mọi người. Trời bay nè, bay. Hãy lên bên kia. Phát hiện có một em nữa đây mọi người. Đấy. Cách tính. Dính rồi, dính rồi, dính, dính chưa? Dính rồi nè. Hay quá tươi. Dính rồi mọi người. Đấy, em có gì nữa. Là hai lên mình trúng cá phi. Phát hiện một em đó mọi người. Đấy. Đang nằm đó. Hay quá Út ơi. Rồi dính luôn nha mọi người. Dính là cá lóc không? Cái này bắt đơn giản quá không? Ừ. Thời gian nãy mình đi sôi rồi. Nãy mình đi, nãy mình sôi ngon hơn đi cắm câu đó. Này nước lớn quá. Ừ. Nước lớn ngập vô luôn mà. Thùng ơi. Một thùng. Ok, cá phi xong rồi. Để phát hiện một em nữa mọi người. Dính hút. Dính hút. Cái gì vậy? Ừ. Cá lóc ta. Được có hai em cá lóc mà. Ừ, cũng được. Rồi, ok. Đi tiếp nè. Thêm một em nữa là mọi người. Dạng ghê không? Tối nó ngủ mà. Mà nó ru luôn rồi. Chạy. Chúng ổ cá phi. Một lúc nha. Lúc luôn con nào ném một lúc. Rồi đi tiếp thôi. Mình đi theo mấy cái rãnh như thanh long nè mọi người. Nước nó lên đó. Cái bắt đầu ảnh lên trên nè ảnh ngủ. Thì mình đi mình không biết được là có cá lóc hay là cá phi như thế nào. Rồi cứ đi theo mấy cái mương này mình tìm. Bên kia mình lại tiếp tục thấy một con cá phi nữa kìa mọi người. Nó còn nằm nè. Đó, ốc nó đang chuẩn bị chụp. Đó. Chín rồi hả ốc? Hay quá ốc ơi. Trúng đậm nè. Quá đã. Ủa bỏ rồi. Anh em mình đi tìm tiếp nha mọi người. Đúng ghê thiệt chứ.
thì mình phát hiện con cá lóc rồi mọi người. Đèn nằm ở chính giữa đèn mình á. Đấy, giờ đang chờ ngút nó đi lại để nó ấy nè mọi người. Em cá lóc luôn. Út nó đang lại gần tới rồi mọi người. Cá lóc, cá lóc. Cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Nè nè, nhanh lên, đang bơi nè Út. Đó, thấy không? Chính giữa đèn anh hai đó. Đó. Sao rồi, dính không? Dính. Cái thùng đâu? Tuyệt vời. Chính là lúc luôn. Đó. Đấy. Đã ghê chưa? Rửa đi, thôi mình lấy luôn một... Chắc mình hai anh em lên về luôn mọi người. Lại tối dữ rồi. Kia rồi, sáng hai anh em còn đi làm đó. Đấy, Út nó bỏ vô rồi, hai anh em chuyển ra ngoài kia quay thành quả cho mọi người cùng xem luôn ha. Giờ hiện tại thì hai anh em mình cũng đã di chuyển về tới nhà mọi người. Thì ngày hôm nay lúc đầu thì hai anh em mình tưởng là thất bại rồi. Mớm 300 gram. Và nhưng mà khúc cuối bất ngờ mọi người ơi. Bây giờ hai anh em mình sẽ quay thành quả cho mọi người cùng xem ha. Hôm nay thì khá bất ngờ đó. Gần đèn thùng. Có phi không? Nhưng có phi mà được chạy em có lắm. Rất là nhiều luôn mọi người. Bất ngờ luôn á. Quá tuyệt vời. Và lúc đầu thì mình được mấy em, hai em cá dày á, lúc sau mình được mớ cá lóc này. Với là một số cá phi nữa, cá phi rất là nhiều luôn mọi người ơi. Cá con nào nấy một lúc luôn á. Không ngờ bữa nay có cuối hai anh em mình lại trúng đánh. Út, cần thử đi Út. Coi như thế nào. À, sắp xịt được. Út mà giỡn không nổi luôn mà. 300 gram hả Út? Ừ. 3 kg mấy? 3 kg 8. 3 kg 8 trừ 300 gram. Bữa nay thì hai anh em mình trúng bánh rồi mọi người. Quá ok, nhưng mà toàn cá phi thôi. 3 kg rưỡi. Còn 3 kg rưỡi. Tuyệt vời không mọi người? Quá đẹp. Cá mà Út mình cầm mình dở thử đúng không nổi luôn á. Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay không ngờ hai anh em mình lại trúng bánh. Giờ thì cho phép hai anh em mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hai anh em mình từ trước tới giờ cũng như là sắp tới ha. Rồi rất mong nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần hai anh em mình. Rồi giờ chào tất cả mọi người luôn nha.